Mới đây thì một đoạn video clip trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một nam thanh niên ở Hà Nam của Trung Quốc lái xe treo băng rôn đỏ đi đòi nợ nhà bạn gái cũ thu hút sự chú ý của người dùng mạng. Và được biết là sau khi chia tay, anh chàng này đã kiện gia đình người yêu cũ ra tòa để đòi số tiền đã trao ở lễ đính hôn vì nhà gái tỏ ý là không chịu hoàn trả. Chàng trai tên là Tiểu Vĩ sống tại Hà Nam, Trung Quốc và theo lời nam thanh niên Tòa án địa phương yêu cầu gia đình của vị hôn thê cũ trả lại cho anh 120.000 nhân dân tệ, tức khoảng hơn 400 triệu đồng tiền quà trao lúc đính hôn, nhưng mà không ai trong gia đình nhà gái chịu trả tiền cả. Tiểu vĩ buộc phải đưa đơn kiện gia đình ra tòa và được tòa xử thắng. Gia đình nhà gái phải trả lại 120.000 nhân dân tệ mà nhà trai đã trao. Tuy nhiên đến nay gia đình bạn gái cũ vẫn chưa làm đúng theo yêu cầu của tòa án. Vì vậy anh phải dùng luật phóng thanh lái xe cho băng rôn để đến tận nơi của nhà bạn gái cũ với hy vọng có thể lấy lại được số tiền. Sau khi sự việc vỡ lở thì gia đình tiểu vĩ không khỏi hối hận. Mẹ của anh chàng này cho rằng mình đã vội vàng dục con kết hôn nên mới xảy ra một sự việc như thế này.